Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Gia Bảo Luxury. Các bạn có thể đoán ra được thiết kế trên tay tôi đây đến từ nhà thiết kế nào không? Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1993, những chiếc đồng hồ Royal Oak Offshore được xem là kế thừa nhiều yếu tố nổi bật của dòng đồng hồ biểu tượng Royal Oak, vốn được đặt bút thiết kế bởi Gerardenta, giúp phục hưng ngành công nghiệp đồng hồ cơ tại Thụy Sĩ. Tại những chiếc Royal Oak Offshore có khá nhiều chi tiết nổi bật thuộc dòng Royal Oak được nhiều người yêu mến, nhưng được thiết kế lại dành cho những ai yêu thích đồng hồ có kích thước lớn nhiều hơn. Và đặc biệt là cỗ máy trên tay tôi đây có kích thước khá là ấn tượng. Và chúng ta hãy làm quen với cỗ máy có mặt tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay. Một chiếc Royal Oak Offshore Chronograph với kích thước 44mm. Cỗ máy này sở hữu kích thước thuộc hàng khủng và trông khá là đồ sộ, 44mm và dày 14,43mm. Phải tính đến 3 chất liệu, thứ nhất là vàng hồng của bộ vỏ khung, thứ hai là gốm ceramic đen trên vành bezel, núm chỉnh giờ và nút bấm sonograph, và thứ ba là một lớp cao su đệm giữa vành bezel và lớp bỏ khung ở đây. Và trên vành bezel là 8 đinh ốc hình lục giác được xếp đều đặn ở đây. Đây là một trong những ký hiệu để chúng ta nhận biết dòng Royal Oak đến từ nhà Audemars Piguet. Về mặt hoàn thiện thì bề mặt bộ vỏ khung được trải xước, trong khi toàn bộ đường viền cạnh ở vành bezel hay đường cạnh ở vỏ khung đây đều được đánh bóng. Phối hợp với thiết kế này, nhà sản xuất trang bị cho chiếc Royal Oak Offshore dây đeo cao su màu đen cùng với khóa cài cũng trong chất liệu vàng hồng với ký hiệu AP được khắc rõ ràng và tỉ mỉ tại đây. Kết hợp với lớp kính sapphire chống lóa ở phía trên thì cỗ máy thời gian này có khả năng chống chịu nước ở độ sâu lên đến 100m, không thua kém bất kỳ cỗ máy thời gian thể thao nào hết. Như đã nhắc đến ở trên, Royal Oak Offshore tiếp thu nhiều yếu tố của những chiếc Royal Oak nổi tiếng. Trong thiết kế này, ngoài vành bezel bát giác hay đinh ốc ở trên vành bezel, sự tiếp thu còn thể hiện ở ngay trên mặt số màu đen. Thiết kế của mặt số thuộc vào một trong ba thiết kế dạng tapisserie trong dòng Royal Oak, có tên gọi là Mega Tapisserie, và nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2002. Cụ thể, mặt số tapisserie sẽ xuất hiện với những ô vuông kích thước lớn, và nếu như chúng ta nhìn thật là gần và trực tiếp, các bạn sẽ cảm thấy nó giống như một mô hình 3D thu nhỏ. Và theo đánh giá của riêng mình, trong 3 mặt số dạng tapisserie như là Petit Tapisserie hay là Grande Tapisserie thì mặt số Mega Tapisserie có trong mẫu đồng hồ này sẽ đem đến vẻ khỏe khoắn cũng như thể thao hơn, còn các mặt số còn lại sẽ có nhiều yếu tố cổ điển hơn. Về phần sắp xếp ở trên thiết kế mặt số thì theo thời gian, mẫu Royal Oak Offshore Chronograph đã có nhiều cải tiến. Tuy nhiên thì những yếu tố cơ bản vẫn được giữ nguyên. Có thể kể đến như là cách bố trí của mặt số phụ, 3 mặt số phụ đều giữ nguyên. Các mặt số phụ đều nằm ở các vị trí như là 12 giờ, 6 giờ và 9 giờ. Phối hợp cùng bộ kim có đầu đỏ tại trung tâm phục vụ tính năng Chronograph là 2 mặt số phụ góc 6 giờ và 9 giờ. Hai mặt số phụ nhỏ gọn và xếp ngay ngắn có phần khác biệt hơn cùng kim dậy màu đỏ ở bên trong so với mặt số phụ góc 12 giờ. Góc 12 giờ trên mặt số của chiếc Audemars Piguet Royal Oak Offshore này là mặt số phụ đếm dây độc lập phối hợp cùng với bộ kim giờ và phút trung tâm để báo thời gian chính xác nhất. Bộ kim giờ và phút được phủ chất phát quang thế hệ mới có màu trắng tương tự như hệ thống cọc chỉ giờ bằng vàng hồng được đính nổi ở xung quanh, cũng đều được phủ chất phát quang ở chính giữa chứ không phải phủ ở tất cả. Và làm một chiếc đồng hồ chronograph thể thao, nhà sản xuất Audemars Piguet còn sắp đặt riêng thang đo tốc độ tachymeter có màu đen với chữ màu trắng ở viền ngoài của mặt số sát với bộ vỏ khung, cùng với ô cửa sổ báo ngày nằm sâu dưới mặt số ở góc 3 giờ, đã được trang bị thêm một kính phóng đại ở bên dưới mặt số. Và với một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp sản xuất nên một bộ máy in-house chính hãng luôn là niềm tự hào mà tất cả các nhà sản xuất đều theo đuổi. Và không phải là một ngoại lệ, bên trong chiếc Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44mm là bộ máy tự động AP Calibre 3126-3840. Bộ máy tự động này có khả năng cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ này trong vòng 60 giờ, đi kèm với một diện mạo khá là cuốn hút, và chúng ta hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ chuyển động của rotor có màu xám cùng chữ AP nổi bật ở đây nhờ lớp kính sapphire.
Và với mẫu đồng hồ trong chất liệu vàng hồng này để có thể sở hữu, mức giá niêm yết của nhà sản xuất được đưa ra đó là 45.900 USD. Tuy nhiên tại Gia Bảo Luxury, nơi cung cấp đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng, bạn có thể nhận được mức giá ưu đãi hơn rất nhiều. Xin chào và cảm ơn các bạn. Xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.